Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với mình Dũng ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay thì em chia sẻ tới anh chị và các bác một mẫu xe nhập khẩu, số sàn, phân khúc hạng B, form dáng hình thức đẹp. Đó là một chiếc Honda Accent, một dòng xe mà form dáng hình thức thể thao, trang bị khá nhiều option và tổng thành nội thất gầm bệ khung sườn em đã dọn rất là kỹ rồi. Từ đèn bi, đèn giải led ban ngày, đèn gầm, xi nhan gương, rồi màn hình cam lùi, cam hành trình con xe này có sẵn hết. Các bác về đối với những mẫu xe như thế này thì về chỉ sẵn đóng thuế ra tên là sẵn chạy và sẵn sử dụng thôi. Toàn bộ thân vỏ, sơn xi, gầm bệ đã có tỉa tót, đã có đánh bóng. Gầm bệ khung sườn thì dọn dẹp tẩy rửa chi tiết cho các bác, sạch sẽ. Nhìn tổng thành gần như một chiếc xe mới luôn. Đấy, toàn bộ phần sơn này và tất cả những cái đường gân dọc theo xe cũng như là những cái khối của xe nó còn rất là sắc nét và tổng thành nó đều như thế này. Đấy, con xe trang bị từ cảm biến lùi này. Đấy, blue nhá. Blue nhập khẩu số sàn, đối với dòng xe này chạy rất là thích. Đấy, tam ly nỉ này. Tam ly nỉ rồi ghế da này. Đấy. Từ vô lăng, nút bấm tích hợp. Rồi tam ly cửa lái này. Rồi toàn bộ bạc bạ lên xuống rất đẹp như này. Đấy. Đây, cột kèo bản lề. Sàn này vẫn sàn nỉ này, sàn nỉ mà nó đẹp như này. Đấy, nói không với xe ngập nước nha, trong này. Đấy, toàn bộ cột kèo. Rồi từ da ghế này, vành vô lăng này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác. Tất cả những mẫu xe ở cửa hàng thì em đều có quay video chi tiết từ những lúc mà mới mua về cho đến lúc dọn xong và báo giá cụ thể cho các bác để các bác tham khảo. Đấy. Lòng máng này. Rồi là đến cốp dép, kích tiếp đầy đủ hết. Đây, bản lề này, tôn zin này. Đấy này. Lòng máng keo chỉ zin này. Đấy. Đấy, ông mang zin nhá. Gầm bệ này. Toàn bộ phần gầm này. Gầm nó đẹp như này. Đấy, toàn bộ gầm nó đẹp như thế này. Và toàn bộ tổng thành từ tam ly, cửa sau bên phụ. Đấy. Tất cả những cái độ sần này. Cho đến toàn bộ tam ly. Một con xe đẹp với tầm tiền mà khuôn loanh quanh hơn 200. Nó sẽ rẻ hơn Vios một chút. Đấy, form dáng hình thức thì là xe nhập khẩu thể thao, những cái đường gân, những cái khối của theo xe nó cực kỳ sắc nét như thế này. Đấy. Đấy. Ừ là răng áp phanh 4 đĩa này. Đấy. Đèn bi giải led ban ngày. Rồi toàn bộ khoang máy này. Đấy, toàn bộ tổng thành khoang máy này. Trong này em rõ hết là ABS này. Rồi toàn bộ tổng thành từ đèn đóm. Xem chất như này cơ mà. Bộ đèn sâu bên trong. Rồi chỉ cabo zin. Không mất một phân chỉ nào. Khám khí thì tới sang năm cơ. Đèn đóm này. Và dòng xe chạy thích lắm. Nó là xe nhập, chạy nó nhẹ nhàng, bốc, thoát xe. Tổng thành xe nó như này các bạn. Toàn bộ từ da ghế này, từ táp ly, táp lô, cột kèo này. Đó, màn hình này. Rồi là cam lùi này. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra lại cam lùi nhé. Đấy, cam lùi nó đang... cam lùi riêng xe nhà em thì con này vừa dọn xong, em cũng chưa kiểm tra đến phần cam lùi, kiểm tra tiếp cam hành trình này. Đấy, khi các bác mua là nó sẽ đầy đủ sẵn hết. Đây, tổng thành từ sạc này. Đây sẽ tuột giác cam rồi, sẽ dọn tuột giác cam rồi, có kết cam hành trình. Đó. Chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ cam hành trình và cam lùi cho các bác. Riêng xe nhà em thì đấy, vừa dọn xong, vừa xịt dầu bóng xong này. Tổng thành xe nó gọn gàng, da ghế đẹp như này, táp ly nỉ hết này. Với tầm nguồn tiền mà loanh quanh hơn 200 triệu thì đây là một mẫu xe mà chạy tốt cho các bác vừa về chạy gia đình, vừa về chạy dịch vụ được luôn.
form dáng hình thức đẹp, chạy ổn, bền, đồ đạc. Chi phí bảo trì bảo dưỡng của dòng xe này nó rất là thấp. Đấy, thứ nhất là nó rẻ và đồ nó sẵn các bác nhé. Vì dòng ASEAN này nó cũng phổ biến tương đối như là Vios. Tại vì đối với từ đời 2017 quay về nó sẽ nhập sang 2018, nó sẽ là lên xe Việt Nam. Và form dáng hiện tại bây giờ vẫn đang sản xuất ASEAN này thì đồ đạc không bao giờ phải lo nghĩ gì cả. Đấy, vậy thì với cái tầm nguồn tiền mà loanh quanh mà hơn 200, khoảng 255 đến 260 triệu là cả hồ sơ cho các bác. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.